YouTube thả ga chỉ với 9K. Vượt qua Sài Gòn FC sau 90 phút nghẹt thở tại Thống Nhất, câu lạc bộ Viettel trở thành tân vương của V-League 2020. Dưới góc nhìn của Nextsport, đây là những yếu tố quan trọng làm nên chức vô địch lịch sử của bóng đá quân đội sau 22 năm. Để có được thành công như ngày hôm nay, không thể không nói đến kỳ chuyển nhượng cực kỳ hiệu quả của Viettel trước thềm mùa giải 2020. Phong độ xuất sắc nơi khung gỗ của Nguyên Mạnh lý giải vì sao Viettel cùng với Hà Nội FC là hai đội bóng có hàng phòng ngự tốt nhất V-League mùa này với chỉ 16 bàn thua. Trong khi đó, Khắc Ngọc với khả năng điều tiết lối chơi của mình xứng đáng là linh hồn tuyến giữa của đội bóng quân đội. Còn với Cai Quê, dù không quá bùng nổ như người đồng hương Bruno Cunha, nhưng những đóng góp của chân sút Brazil cho Viettel là điều không thể phủ nhận. Chút tiếc nuối khi trung vệ Luis Silva không được thi đấu quá nhiều khi mà bộ đôi Tiến Dũng Quế Ngọc Hải quá vững chắc. Song nhìn chung, ban huấn luyện Viettel đã biết cách gãi đúng chỗ ngứa khi chỉ bổ sung nhân sự vào những vị trí thực sự cần thiết. Chính điều đó đã giúp cho đội bóng quân đội trở nên hoàn thiện hơn ở V-League 2020. Việc có thêm những tân binh chất lượng càng củng cố thêm chiều sâu đội hình của Viettel ở V-League 2020 khi mà những cái tên như Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Đức Chiến, Hoàng Đức, Trọng Hoàng hay Bruno Cunha đã quá chất lượng. Việc làm dày thêm đội hình cũng khiến cho một số gương mặt có tiếng tăm phải giảm tần suất ra sân đá chính ở đội 1. Vô hình chung, điều này khiến cho Viettel có thêm những phương án dự phòng hữu hiệu. Việt Phong, Vũ Minh Tuấn hay Trọng Đại, dù chủ yếu vào sân từ băng ghế dự bị hay ít được sử dụng, đều có đóng góp không nhỏ cho đội bóng chủ quản những lúc khó khăn. Ví dụ gần nhất chính là siêu phẩm từ xa của Trọng Đại khi được vào sân thay người ở trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại giai đoạn 2 V-League 2020. Nếu như không có bàn thắng đó, chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng sẽ không thể có được niềm vui như ngày hôm nay. Một tập thể mạnh, hoàn hảo, không chỉ dừng lại ở 11 con người trên sân, mà sức mạnh ý chí còn phải lan tỏa đến cả tập thể. Bất cứ ai khi cần đều phải biết tỏa sáng đúng lúc. Vì thế, với nguồn nhân sự chất lượng cả về đội hình chính lẫn kép phụ, không ngạc nhiên khi Viettel trở thành ông vua của V-League 2020. Bên cạnh dàn sao chạy đều ba tuyến và trên cả băng ghế dự bị, việc bổ nhiệm huấn luyện viên Trương Việt Hoàng dẫn dắt Viettel là một quyết định sáng suốt khác của ban huấn luyện đội bóng quân đội. Từng khẳng định tài năng ở một đội bóng tầm trung như Hải Phòng, thậm chí suýt cùng đội bóng đất cảng lên ngôi tại V-League 2016, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng với dòng máu thể công năm xưa thêm một lần nữa cho thấy tài năng trong cách dụng bình nguồn lực sẵn có. Viettel so với Hải Phòng rõ ràng là sở hữu đội hình chất lượng hơn nhiều, nhưng tư duy mạnh ai người nấy đá chỉ thực sự được phá bỏ khi huấn luyện viên Trương Việt Hoàng xuất hiện. Dưới sự dẫn dắt của cựu tiền vệ 45 tuổi, tính gắn kết trong lối chơi cùng sự máu lửa đúng chất người lính đã khiến Viettel lột xác hoàn toàn so với mùa giải 2019. Những trải nghiệm từ chức vô địch hụt mùa giải 2016 giúp huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã đủ tỉnh táo, kinh nghiệm để dẫn dắt Viettel từng bước tới đỉnh vinh quang. Không ngoa khi nói rằng, ở thời điểm hiện tại, ông thầy họ Trương xứng đáng nằm trong top các huấn luyện viên xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Trong số các đội góp mặt tại V-League 2020, Viettel là đội bóng sở hữu rất nhiều thành tích ấn tượng. Ngoài chức vô địch, thì đội bóng áo đỏ đã có chuỗi trận chiến thắng đầy kinh ngạc, bắt đầu từ trận đấu mở màn và trận đấu cuối. Viettel đều có chiến thắng 1-0, đây là sự trùng hợp đầy ngẫu nhiên, nhưng cũng phản ánh được sự thực dụng đáng sợ của Viettel. Điệp khúc thắng 1-0 đã trở nên quá quen thuộc, được lặp đi lặp lại rất nhiều lần với Viettel. Tính ra, cả mùa V-League 2020, Viettel đã có 7 chiến thắng với cùng tỷ số 1-0. Đặc biệt, các trận từ vòng 1 đến vòng 7 của giai đoạn 2, Viettel đều bất bại, trong đó có đến 5 chiến thắng đều với tỷ số tối thiểu này. Có thể không ít người hâm mộ yêu bóng đá cống hiến, nghi ngại về cách chơi đề cao sự an toàn của Viettel. Song trong bóng đá, mọi chiến thuật đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng như nhau. Cũng cần phải nói rằng, trong bóng đá hiện đại, không dễ để đi tới thành công chỉ với một tôn chỉ, chiến thuật xuyên suốt trong một thời gian dài, nhưng Viettel đã làm được. Họ duy trì điều đó mà không cần quan tâm đến dư luận nghĩ gì. Nếu bạn thắng 10-0, bạn sẽ hủy diệt một trận đấu. Nhưng nếu bạn thắng 10 trận với tỷ số 1-0, bạn sẽ hủy diệt cả giải đấu. Đó là câu nói kinh điển đại diện cho triết lý thực dụng của Jose Mourinho. Quan trọng, Viettel đã là nhà vô địch. Và đến bây giờ, đội bóng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng có quyền hãnh diện vì điều đó. Tính chặt chẽ, chính xác nơi tuyến dưới đã trở thành bệ phóng cho Viettel bay cao. Và đừng ngạc nhiên nếu trong tương lai sẽ có nhiều câu lạc bộ trong nước áp dụng lối chơi của Viettel như hình mẫu của thành công. Nếu như ở giai đoạn 1, Bùi Tiến Dũng và các đồng đội chưa thực sự vào form và thường xuyên đóng vai trò bám đuổi Sài Gòn FC hay thành phố Hồ Chí Minh, thì đến giai đoạn 2, thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã tăng tốc đầy ấn tượng.
Mọi chuyện bắt đầu từ vòng 2 giai đoạn 2, khi Sài Gòn FC thất thủ 1-3 trước BKMX Bình Dương, thì Viettel đã tranh thủ cơ hội để thắng Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0. Đây chính là chiến thắng giúp Viettel lần đầu tiên ở mùa giải này chiếm được ngôi đầu bảng từ Sài Gòn FC. Càng về cuối, bản lĩnh, sự thực dụng của Viettel càng tăng dần. Họ cứ giữ vững ngôi đầu bảng như thế cho đến vòng đấu thứ 5 với trận đấu bản lề gặp Hà Nội FC. Nhờ lợi thế đang hơn Hà Nội 2 điểm, Viettel nhập cuộc đầy thận trọng và khiến cho hàng công của Hà Nội với rất nhiều ngôi sao như Quang Hải, Romario, Văn Quyết bất lực trong việc ghi bàn. Kết quả hòa không đều trước Hà Nội dù có phần may mắn, song vừa đủ để những người hâm mộ cơn lốc đỏ hài lòng. Đây chính là trận đấu mấu chốt trong hành trình vô địch của Viettel, bởi khi đó, thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng vẫn nắm giữ quyền tự quyết trong tay. Và kịch bản sau đó chúng ta đã biết, không có bước ngoặt nào dễ ngang, Viettel đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Sài Gòn FC ngay trên sân Thống Nhất, để qua đó vô địch bất chấp đối thủ lớn nhất Hà Nội thắng than Quảng Ninh 4-0. Với những lý do cực kỳ thuyết phục mà chúng tôi vừa kể ra, chúng ta có thể hình dung vì sao chỉ trong vòng 2 năm từ ngày lên hạng, Viettel đã trở thành ông vua mới của V-League. Còn theo các bạn, đâu là những yếu tố giúp Viettel nhuộm đỏ giải đấu? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến ở phần comment phía dưới nhé! YouTube thả ga chỉ với 9K.